Hello anh em, hôm nay alo á, sắp sẽ làm nam dương như chăn bò, nhưng không phải là bò thường. Đây là bé bò Lamborghini Huracan 610-4. Anh em thay vì lướt sóng thị trường, hãy lướt trên đường với cánh gió carbon siêu to khổng lồ này nhé. Bạn chỉ cần chi khoảng nửa tỷ để có cái nắp thoải mái trong suốt, khoe chọn được khối động cơ khủng long V10 5.2 lít. Và chỉ thêm nửa tỷ nữa, bạn sẽ có 16 miếng nhôm để lắp thành 4 cái mâm IL13 này. Để tăng tốc từ 0 lên 100 cây số trên giờ, cái bò này chỉ cần 3,2 giây, nhanh hơn người yêu cũ của anh em chứ mà. Mọi người thấy bé bò này như thế nào? Hãy đến ngay WhatsApp để trải nghiệm em nó nhé. WhatsApp nơi buôn bán và detailing ô tô chuyên nghiệp.